Hôm nay thì máy may Lan Hương sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chân vịt ra khoa giọt lệ cho máy các cái dòng trục lệch như là dòng Yuki 008, Yuki 009, Yuki 009. Đây các bạn để ý này, tức là lúc mà mình kiểm tra đấy thì cái kim của máy trục lệch thì nó nằm ở phía bên trái, còn đối với cặp máy chính trục ấy, thì nó nằm ở phía giữa chân vịt. Đây mình đang may cái chân vịt ra khóa giật lệ đây, cái lỗ của nó nằm ở giữa chân vịt này. Thấy thì là thường là các cái dòng lệch trục này mình không sử dụng được. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh. Thì đây là chiếc kim đôi, kim đôi lúc mà mình lắp vào thì nó có kim đôi cũng không sử dụng được cho dòng này, còn để sử dụng cho chân vịt chính trục như các dòng Brazier thì mình hướng dẫn các bạn là hai kim này thì mình bẻ một bên, mình bẻ phía bên trái nhé, để là mặt giặt quay ra phía đằng sau, rồi mình lấy cái kim mình cắt sát ở phía bên này. Đây, giống như mình đã cắt như này. Đây, cắt chỗ trên này nó sát tí không nó đâm vào chân vịt. Bây giờ mình sẽ lắp vào, lắp thì lắp bình thường giống như máy gia đình nữa. Mình cứ tháo chân vịt ra cho dễ lắp ạ. Đẩy cao lên, cao lên cỡ lên, lắp vào, lắp chân vịt vào. Đây, giờ kiểm tra lại này. Rồi kim nó đã đâm vào lỗ của cái chân vịt này rồi, là thành kim chính trục đấy. Giờ mình có thể may bằng chân ra khóa giật lệ. Châu chỉ qua kim thôi. Sau đó mình lại chỉ dưới lên. Sau đó mình cho hai sợi chỉ nó xuống dưới hẳn cái lỗ của chân vịt ấy, hoặc nó vướng là lúc mình may thì nó đẹp hơn. Đây là chân trong khóa chân lệ đây. Đây nó có cái đầu giọt như giọt nước ấy, lắp vào mình chạy thử xem. Vịt có dễ nhìn. Em mình chưa bỏ vải vào nhé. Đây đúng may em. Chúng ta nhìn rất là sát luôn, sát sát cái mép của chân ra khóa luôn. Để ý là ví dụ các cái dòng máy Michin đấy, nó cũng là máy trục lệch, nhưng mà lúc mà mình cái dòng Michin thì mình có thể chỉnh trục ở đầu máy thế này, nhưng đối với các dòng theo ấy, thì mình khuyên là không nên chỉnh trục, tại vì lúc mà chỉnh trục thì trong nó có các cái hình theo thì nó có không cảm ứng, nó không bị thay ngày nữa, cho nên là thay kim một cái này thì nó hạn chế các cái lỗi của máy nhiều hơn. Còn cách sử dụng thì mình hướng dẫn đường may rất là đẹp.